Theo điều tra của cơ quan chức năng, vào 13 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2015, Trương Thanh Hoàng trong khi uống rượu với em trai là Trương Thanh Hùng, sinh năm 1968, khi đã say, hai người xảy ra cãi vã và xô xát lẫn nhau do bất đồng ý kiến về chuyện tranh chấp đất đai mà anh Hoàng đang ở và làm tiệm may. Sau đó Hoàng chạy về nhà lấy hai con dao Thái Lan đâm vào vùng cổ của ông Hùng, làm đứt động mạch cổ và dẫn đến tử vong. Căn cứ Điều 93 và Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, Tòa tuyên phạt bị cáo Trương Thanh Hoàng nhận mức án 12 năm tù giam. Sau một thời gian dài bị nghi vấn kết quả kiểm nghiệm, nhiễm độc chì vượt ngưỡng cho phép trong hai sản phẩm trà xanh C2 dòng đỏ do công ty UCR sản xuất. Ngày 20 tháng 5, Thanh tra Bộ Y tế đã thông báo thu hồi ba lô sản phẩm trà xanh C2, nước tăng lực dòng đỏ của công ty ORC Hà Nội, khu công nghiệp Thạch Thức Hà Nội do nhiễm độc chì vượt ngưỡng cho phép. Tiếp đó vào ngày 23 tháng 5, thanh tra bộ y tế lại tiếp tục yêu cầu tạm ngưng lưu thông hai lô sản phẩm của hai sản phẩm trà xanh c 2 nước tăng lực sòng đỏ với kết quả nhiễm độc trì vượt ngưỡng cho phép từ 4 đến 9 lần